Chào các con, hôm nay chúng ta học Unit 5 In the Classroom, ở trong phòng học. Trong bài này chúng ta sẽ học chữ cái là chữ Q và tiếng Anh đọc là Q. Âm của nó là K. Q. K. Hoạt động số 1, listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại. Chúng ta có 3 hình ảnh là câu hỏi là question, hình vuông là square và câu đố là quiz. Bây giờ cô mời các con làm lại theo cô nhé. Question. Question. Hình vuông square. Square. Và câu đố là quiz. Quiz. Và chúng ta lặp lại một lần nữa nhé. Câu hỏi question. Square. Quiz. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài số 1. Cảm ơn các con đã học cùng cô và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài số 3 nhé.